Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm trước Sài Gòn Hoa có giới thiệu với anh chị là vườn hoa xứ Đại Trắng. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cho mọi người là vườn hoa xứ Mùa Hồng. Những cây xứ này thì được trồng từ cái cánh nhỏ nhỏ với diện tích từ 1 đến 2 hecta. Các anh làm vườn đã chăm chút, tươi tắn và bón phân cho chúng cũng đã 3 đến 5 năm rồi. Thì bây giờ đường kính của nó cũng được 8 đến 10 cm, cây cao khoảng 3 mét. Nên có thể bấn và tập kết về vườn để cho anh chị nào có nhu cầu mua về trồng nha. Hoa rất là đẹp luôn. Thì đây là cây đã đủ kích thước nên các anh em đang bấn để tập kết về vườn ươm dưỡng cho chúng. Sau khi tập kết tại vườn với số lượng 100 đến 200 cây thì lúc này sẽ đi bó bầu cho cây nó ổn định. Đây. Cây thì phù hợp trồng ở những nơi công viên, công trình trong sân nhà. Hoa thì rất là đẹp và thơm luôn. Xin chào cô chú và anh chị, hôm nay cụ Tội sẽ hướng dẫn mình bó bầu cây xứ hồng để đi giao cho khách hàng nha. Đây là cây xứ hồng mà khách hàng đã chọn. Bây giờ cụ Tội tiến hành bó bầu và sẽ mang ra xe tải cho khách. Khi 12 tháng thì cái rễ nó ra, nó sẽ chắc cái bầu và nó sẽ ra nhiều cái rễ như thế này. Và mình chỉ cần mình bó là mình đi ra cái cách là bảo đảm. Sau khi mình bó xong cái bầu cây rồi, mình sẽ tiến hành bó cái tán cây. Có cái tán cây là với mục đích là để cho nó gọn cây và nó chống cái gãy hao hụt khi mà mình vận chuyển, và mình sẽ chắc được nhiều cây hơn trên một con xe.
thôi. Mình đã bắt xong một cái cây khá là gọn. Sau khi mình lấy cây xong thì mình sẽ vận chuyển ra ngoài bãi để tập kết để xe tới chợ giao cho khách hàng. Và những cái cây mình sẽ bó gọn như thế này. Ở đằng kia tôi có lấy thêm một cái bàn. Bây giờ mình vận chuyển ra xe. Xe cũng đã đến rồi. Thank you.